Xuất hiện lớp học mà học sinh toàn con ông cháu cha khiến cô giáo vô cùng áp lực. Đây, xin giới thiệu với mọi người. Bỏ quạt xuống con, bỏ quạt xuống cho mọi người thấy mặt con. Đây, nhỏ này biết gì không? Con hiệu trưởng. Rồi, qua bên này. Qua bên này. Đây, con của bà tổ trưởng tổ địa lý. Nhỏ này nè, zoom bự lên mới nhìn thấy mặt đó nè. Nhỏ này là con của phó chánh án tòa án nhân dân huyện Bình Chánh. Rồi, nhỏ này con của công an đội phòng chống ma túy. Mới đây một cô giáo đã thở ngắn thở dài chia sẻ lại tình cảnh trớ trêu của mình khi mà học sinh cô dạy toàn là con ông cháu cha theo đúng nghĩa đen, khiến cô luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đứng trên bục giảng. Áp lực lắm, dạy không nổi, nghỉ dạy. Được biết cô giáo đang dạy học sinh cấp 2, tuy nhiên điều độc lạ là có đến 3/4 học sinh trong lớp có phụ huynh không phải dạng vừa. Người thì con của phó chánh án tòa án nhân dân, người thì con của công an thành phố, hay thậm chí là con của thầy hiệu trưởng cũng vào học lớp này. Chủ nhân của đoạn clip này còn tỏ ra áp lực trông thấy, bởi lẽ chỉ lỡ miệng quát lớn học sinh thôi thì đã cảm thấy khó thở, nhức cái đầu. Sai một ly là đi lên tận vùng sâu vùng xa dậy luôn, chứ không phải đi một dặm nữa. Nhỏ này, con của bà thư ký hội đồng trường. Rồi thêm đây nữa nè, đây nữa nè. Đây, anh này là con của trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Chưa hết. Qua đây. Đây, con của đại gia bất động sản huyện Bình Chánh. Rồi. Đây, anh này là con của giảng viên trường đại học luật. Đây, cô này là con của phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Đây, anh này con của công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn nha. Đây, còn chùm cuối nha, vẫn còn chùm cuối nha bạn. Đây, zoom chùm cuối lên rõ. Đây, chùm cuối là con của Hồ Điện. Bên dưới video, dân tình đã để lại những bình luận hết sức hài hước. Dẫn lớp đi phá án đi cô, lớp gì đâu toàn con luật sư với công an không hà. Nói sai một câu thì mai cô bị đình chỉ dạy luôn, không áp lực mới là lạ đó. Đúng là trùm cuối không làm chúng ta thất vọng. Cô làm gì sai là mai cả trường mất điện nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.